Dạ rồi, em xin kính chào tất cả cô chú và anh chị đam mê hoa lan trên toàn quốc nha. Thì hôm nay phiên buổi tối có ngày 16 tháng 4 năm 2021 nha cả nhà mình nha. Hôm nay em về lại không ít lan rừng à. Hôm nay em có được 3 hình kiều tím nha. Rồi được mấy hình quả trắng tháng 8 nha. Rồi ít kiếm kiếm đỏ nha cả nhà nha. Rồi có một phần kiếm bạc ngọc nha. Rồi cẩm báo. Rồi mỹ dung dạ hương nha cả nhà nha. Rồi tam ba sắc hoa vàng thì mình thuận nha. Rồi ít thập hoa, ít vây rồng. Rồi bây giờ đi nhanh tình hình cho cả nhà mình khỏi chờ đợi lâu nha. Hình số 1 để giá 54 bao ship nha, cho 3 giờ vây rồng như thế này. Đó. Hơn 1 ký đó cả nhà, giá 54 bao ship hình số 1 nha. Lá tím nha cả nhà nha. Rồi qua hình số 2. Hình số 2 cũng 54, hình này có 6 giờ nha. 6 giờ. Rồi hồng đi hoa nó ra gì đâu cả nhà. 6 giờ này cũng giá 54 bao ship nha, hình số 2 nha. Qua hình số 3. Hình số 3 thì có 3 giờ. Giá 54 bao ship 3 giờ rất là to nha. Ba bản là rất là to nha cả nhà nha. Giá 54 bao ship hình số 3. Hình số 4. Hình số 4 cũng 3 giờ nha. 3 giờ với rồng như thế này. Giá cũng 54 bao ship nha. Hình số 4. Rồi quanh số 5 thì có một phần thạch hoa như thế này, một đống rất là nhiều nha, thạch hoa nó đang xuống lá nha cả nhà nha. Nói chung hàng về cho nên. Thì một đống như thế này. Giá 100k bao ship. Hình số 5. Hình số 6 cũng vậy nha cả nhà nha, cũng một đống như thế này, cũng có hàng về như thế này nha, cũng 100k bao ship như một đống, hàng ở đang vàng lá xuống lá nha cả nhà nha, đang một đống như thế, giá 100 bao ship. Số 7 cũng vậy nha cả nhà nha, nói chung này có 3 phần, cũng có hàng về này, đây có về rất đẹp này, đó, thì ba đây, một đống này cũng giá 100 bao ship nha, hình số 7 nha. Rồi qua hình số 8 thì em còn 3 ký vây rồng này, 3 ký vây rồng, hôm nay em xả cho cả nhà mình giá 250 bao ship luôn nha, 3 ký. Một đống 3 ký vậy đâu. 250 bao ship. Đó, hàng rất là đẹp nha cả nhà nha. Hình số 8 hoàn cho 9. Hình số 9 thì em có một phần giá hương tam bao sắc, hàng giống nha. Cây bí bí như thế này công nha cả nhà nha. Cái đó mà chắc rất là nhiều cây. Tầm chắc quá là nhiều. Nói chung em đếm nữa đâu. Cũng có mà 1 2 cây lớn nằm đây nữa nè. Đó. Nói chung hàng mùa này ở đêm nắng nó hơi bị mất nước, hơi héo nha cả nhà nha. Hôm nay trước hàng hơi héo. Thì một đống như thế này, một ký tương đương với một ký cây giống thì rất là nhiều cây. Thì em để giá 104 thôi, còn hôm nay em để giá 104 thôi, bao ship. Hình số 9 nha. Rồi, qua hình số 10. Hình số 10 thì em có 4 phần, tam bao sắc hoa vàng. Hàng la xếp nha cả nhà nha, toàn bộ hàng la xếp. Hàng giống nhỏ nhỏ thì em lựa ở đây hết rồi nha. Đó, la xếp như thế này. Đó, cây hàng tầm trung như thế này nha. Nói chung là đống nào cũng như đống đó. Thì cả nhà mình em lựa sẵn rồi đó. Đó, cây nó như thế này, nói chung là một phần như thế này nó tương đương với 1 kg, giá 160k bao ship nha, hàng lá xếp nha cả nhà nha, không có lá nước nha, lá nước em lựa đâu, 160 một phần, có 4 phần nha. Đó, hàng lá xếp ngắn như này đang đủ rất là nhiều nha cả nhà nha, đủ này, nói chung phần nào cũng có đủ á, có 4 phần, mỗi phần là 160 bao ship. Rồi qua là hình số 10 nha, qua 11 thì có mỹ dung nhà hương đó nha. Mỹ dung nhà hương hàng lá xếp rục rịch rất là đẹp nha. Một cây này. Đó, cây thân dừa rất cao nha. Rồi cây đây cây mẹ con nữa. Hàng lá xếp như thế này nha cả nhà nha. Đó, lá xếp rất là đẹp nha, hàng thẳng đứng. Thân ra thẳng nha. Hai cây này để giá 160 bao ship nha. Hình số 11 nha, mỹ dung nhà hương nha. Nhà mình vô chậu đứng rất là đẹp nha. Cây này mẹ con này. Nó ho bắt đầu giờ này nó thơm cả nhà. Bắt đầu nghe mùi thơm rồi. Tối giờ bắt đầu chừng này là bắt đầu mỹ dung nhà hương mùi thơm nó rất là thơm nha. Cái đặc biệt cái mỹ dung nhà hương này á, là hoa nó thơm vào ban đêm nha cả nhà nha, ban ngày thì nó không có thơm đâu, ban đêm thì nó cực kỳ thơm luôn. Nó chỉ còn 1-2 bông nữa trong vườn á, là cả nhà mình tối là nghe cái mùi thơm nó rất là dễ chịu đó, rất là thơm. Nói chung mỹ dung nhà hương thì nghe cái tên nó cũng đã biết nó là thơm rồi cả nhà, mỹ dung dạ hương. Thì đó, hai cây này giá 101 bao ship, 160 bao ship hình số 11 nha, 160k bao ship nha, hàng lá xếp nè. Hình số 12. Hình số 12 cũng 160 bao ship, gồm có 3 cây. Hàng lá xếp rất là đẹp nha, cây thân dừa. Thân nó cao nha. Đó, một cây. Đây một ngọn nó hai ngọn. Về cả nhà ba cái này cả nhà mình vô chậu từng cần như thế này. Rồi đây một cây nữa hai ngọn đó nha. Ba cái này vô thế đứng như thế này nha. Cả nhà mình vô một chậu. Giá chỉ có 160k bao ship. Mỹ dung nhà hương nha cả nhà, hàng lá xếp nha. Rồi qua hình số, đây là số 12 nha cả nhà nha. Qua số 13. 13 thì em có phần này cũng 7 cây. Giá 160 bao ship nha. Hàng lá xếp nha. Hàng thẳng thẳng nha, một cây.
2 cây, 3 cây, 4 cây, cây này 2 ngọn nha cả nhà nha. 4 cây, 5 cây, 6 cây, cây này 7 con, 6 cây, và cây này nữa là 7 cây. Đó, 7 cây như thế này, hàng là xếp như thế này. Giá chỉ có 160k bao ship cũng Mỹ Dung nhà Hương nha, hình số 13 nha. Qua hình số 14 thì hình này em để dùng đóng này em để giá 200k bao ship này. Hình số 14 cũng Mỹ Dung nhà Hương nha. Một cây này lá hơi lướt nha cả nhà nha. Một cây, hai cây, ba cây, bốn cây, năm cây này bé, sáu cây, bảy cây, có cây nhỏ nữa là bảy này cây bé đó. Đang cây nữa 8 cây, đang lụa cái lụa này giờ cả nhà mình nghe mùi hương được rồi, giờ chơi được này. 8 cây, 9 cây, 10 cây, 11 cây, 12 cây, 13, 14, 15, cây này xếp lá xếp các điểm này cả nhà, 16, 17, 20 cây nha cả nhà nha, hình này 20 cây, hàng lá xếp nha. Đó, nói chung Mỹ Dung này là Mỹ Dung hàng lá xếp nha, trong phải lá lướt nha cả nhà nha. Thì đó, 20 cây một đống như thế này, cây to cây nhỏ nha, giá 200k 3 ship nha, Mỹ Dung một đống như thế. À, cái này nó bị lỡ ngọn rồi nha, tao lỡ, bỏ vô 20 cây, 20 cây như thế này giá 200k 3 ship nha, Mỹ Dung nhà Hương hình số 14 nha, một đống như thế này rất là nhiều nha, về cả nhà mình trồng mấy chậu luôn. Rồi, qua hình số 15, hình số 15 này giờ là cam báo này. Ba cây này để giá 150 bao ship này, bị cây này rất đẹp nha, cây này xếp chi tiêu này, lá rất đẹp. Một cây này, hai cây, cây này đang hai nụ nữa cả nhà, hai nụ này về cả nhà mình chơi được này, cắm hoa được này. Hai cây này rồi, ba cây, ba cây to như thế này nha, cây đẹp nha cả nhà nha, giá chỉ 150 bao ship nha, cảm báo nha. Hình số 15, qua hình số 16 thì này có một cây, hai cây, ba cây, bốn cây, bốn cây, bốn cây to như thế này, như dung lá thì một số lá nó bị vận chuyển bị dập nha cả nhà nha. Đó thì bốn cây như thế này, giá 130 bao ship nha. Hình số 16 nha. Qua hình số 17, 17 thì đây hình này có 6 cây, 6 cây như thế này, cũng đang lụa đây cả nhà, lụa này, lụa này, lụa hết 6 cây như thế này, giá chỉ 130k bao ship hình số 17 nha. Rồi qua hình số 18, hình số 18 thì đây có hai dề mấy con này, cây rất là to nha, nói chung vận chuyển thì có một số lá nó bị dập cả nha. Đó, lá dập này, đây một dề một mẹ một con này, cái ngọn con chắc lỗi đâu, đây một ngọn này, một dề này, đây một dề nữa, dề này đang có hai nụ nha. Ở dề này hai cái dề rất là to nha, nói chung vận chuyển thì lá nó không được đẹp nha. Đó, hai dề rất là bự, rất là to, để giá 200 bao ship nha. Hình số 18 nha. Đó, hình này thôi, hình này bớt cái nó được đẹp, bớt cái nhà mình còn 180k nha. Hai cây mẹ con như thế này nha. 180k bao ship nha, hình số 18 nha. Hình số 19 thì hình này có hai cây rất là to này. Đó. Rất là bự, hai cây này để giá 150 bao ship nha. Hình số 19 nha cả nhà nha. Hai cây này giá 150 bao ship. Hình số 19. Rồi hình số 20 thì có cái đống này, cây dùng dụng nhỏ này rất là nhiều cây. 1 2 3 đây có cây cũng mày con to mà cái lá nó bị đổi mớ lá này, ngọn vẫn còn nè, 3 4 này, 5 6 này, 7 này, 8 9 10 này, 11 này, 12 này, 13 này, 14 15 này, 16 17 này, 18 19 này, 23 cây nha cả nhà nha. Quy một đống 23 cây, em trả với cái nhà mình giá 150 bao ship luôn, hình số 20 nha. Giờ nó nhà mình thao lấy giống cây nó cũng được đẹp. Đó thì cũng trả giá 150 bao ship hình 20. Rồi qua 21 thì em có kiếm đỏ nha cả nhà nha. Mỗi phần như thế này. Thì em cũng phân hết rồi, đóng như thế này. Giá 120 bao ship thôi, em có 4 phần. 4 phần nha, kiếm đỏ nha. Đó, thì em nên có 4 phần, mỗi phần là 120 bao ship nha. Rồi, qua hình số, đó là hình số 21 nha cả nhà. 21 là kiếm đỏ có 4 phần nha. Em đi nhanh cho cả nhà mình có chỗ để lâu. Hình số 22 thì nay em có một con đóng kiếm mình gặp này, nói chung nó từng bụi cũ nhỏ này thôi nha, chủ trời nha, trong có hàng về nha cả nhà nha, này rất là nhiều nha, nói chung một đóng này cả mười mấy cũ á, mười mấy là 20 cũ thì cũ rồi như thế này không nha cả nhà nha. Thì một đóng như thế này em sẽ ra cả nhà mình 150 bao ship luôn nha. Một đóng này rất là nhiều nha, đóng này chắc không hơn 1 kg đâu, gần 2 kg,
đóng một chùm rất là nhiều cục, giá tầm rưỡi 3 chiếc phần trăm đây. Qua năm 3 thì có quế trắng tháng 8 nha cả nhà nha. Năm 3 thì đây. Một đống đây. Quế đây quế nước nha cả nhà nha. Đó, cây nó như thế này. Đó, cây nó như thế này. Một đống này 1 ký này. 1 ký quế nước như thế này. Em bán quán như mọi khi. 270 ngàn bao ship nha. Phần số 23 nha, 1 ký nha. Một đống đấy, rất là nhiều cây, mấy chục cây đó cả nhà. Về sau mà ship. Chỉ có 270k thôi, bao được bao ship nữa. Phần số 23. Qua năm 4 thì hình này quế xếp nha cả nhà nha. Hình này là quế xếp khác với nước khác nha. Nói chung là cũng một mặt hoa cũng một mùi hương nhau, mà điều với quế nước thì lá nó không được đẹp bằng lá quế xếp nha. Em muốn nói trước vậy. Hình này là có một cây này. Mấy con này. Đó, một cây. Hàng này hàng giúp lúa nha cả nhà nha, 2 cây. 3 cây. 4 cây, 5 cây. 6 cây. 7 cây. 8 cây. 9 cây, 10 cây. 13 cây. 13 cây thế này, nó là gần tương đương với 1 ký, nó là được 8 lạng đó nha. Thì với sếp mà được 8 lạng thì em để giá cho cả nhà mình là 330, nhưng mà thôi, hình này em bớt còn 300 nha cả nhà nha. Em bớt trong 300, hình này 4 còn 300 vì một đống như thế này. Nó gần cả ký luôn đó nha. Thì em tính giá chỉ có 300, nó gần như bằng với nước rồi. Thì hình này 4, 300, bao ship, bớt cho cả nhà mình 30k. Hình số 24 nha, một đống luôn đó, với trắng tháng 8 nha, đó là dòng của sếp nha. Rồi qua hình số 25. Hình số 25 thì đây, để giá 150 bao ship này. Cây hàng nhỏ nhỏ như là hàng xếp trục điệp nè. Có số cây giống là 1 cây này, 2 ngọn này. 2 cây này, hàng là xếp này. 3 cây này. 4 cây này. 5 này, nói chung mấy cái này nhỏ. 6 này. 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 cây. Nói chung cái đống này 17 cây. Mà có mấy cây lá xếp trục rất là đẹp nha cả nhà nha. Còn mấy cây này thì cả nhà mình cũng về vô trầu rất đẹp rồi. Thì 17 cây này giá 150 bao ship nha. Hình số 25. Qua hình số 26. Hình số 26 hình này để giá 180 bao ship này. Cũng có đáng tháng 8 này. Một cây này hàng lá xếp nha cả nhà nha. 2 cây này. 3 cây này. 4 cây này. Cây này nó hơi bị mất nước nha cả nhà nha. 4 cây. Và 5 cây. Cây này rất đẹp nha. 5 cây như thế này. Giá chỉ có 180k bao ship thôi. Hình số 26. Qua hình số 27. Hình số 27 này có 3 cây, em để giá 270 bao ship này. Hàng lá ship bắt điệp cây rất to nha. 1 cây này. Đó, 1 cây. 2 cây. Cây rất điệp nha cả nhà nha. 2 cây. Rồi, 3 cây. Cây này quá điệp luôn. 3 cây như thế này. Đó. Về cả nhà mình vô một chậu rất là điệp. Nó đều 3 cây luôn. Giá 270k bao ship nha. Hình số 27 nha. Qua hình số 28. Hình này có một dề này. 3 ngọn luôn nha cả nhà nha. Xếp rút địch luôn nha. 3 ngọn thẳng đứng đắt đi nha. Còn này lỗi rồi nhưng mà nó lên một con mới rồi nha cả nhà nha. Đây nè. Đó đã có một mới rồi. Đó thì bên này nó 3 ngọn. Một dề nó 3 ngọn luôn. 3 mẹ con. Hàng lá xếp rút địch nha. Cây khá là to nha. Đó về cả nhà mình vô chậu như thế này lên 3 ngọn luôn. Ba ngọn rất là đẹp, rất là đều nha. Thì một dề này để giá là 300k bao ship nha, hình số 28 nha. Thì một dề ba ngọn xếp lục lịch rất là đẹp nha. Đó, hình số 28, quế trắng tháng 8 nha. 300k bao ship. Rồi qua hình số 29 thì hình này em để giá 350k bao ship nè. Hình số 29. Hàng lá xếp là một cây này, một ngọn này. Một ngọn nha, ngọn này ngọn mẹ lỗi lên ngọn mới rồi nha cả nhà, một này. 2 này. 3 này. 4 này. Lá tím nha cả nhà nha. 4 này. Rồi 5 này. Còn này hơi héo cả nhà. Rồi xếp cổ rục lá rất là ngắn nha. 5 này. 6 này. 6 cây. Rồi đây cây nó 7 cây. 7 cây như thế này. Nói chung nó cũng 7 cây này cũng gần cả ký rồi cả nhà. Rất là nặng, cái hàng lá xếp trục của cây lá nó dày rất là nặng tí. Thì giờ giá 350 bao ship cho hình số 29 nha. Đó, 7 cây, còn 7 cây. 7 cây như thế này. 350 bao ship hình số 29 nha, một đống như thế này cả nhà mình giờ vô được.
chậu rất là to nha. Hình cho 29 350 3 chip. Rồi qua hình cho 30 kiểu tím miền Trung nha cả nhà nha. 30 hình này để giá 86 3 chip này. Còn có một về này. Thăng lùng nha. Đây nguyên một về đó, bộ về thăng lá rất là nhiều nha, thăng lùng nha. Xâm chê lá luôn. Thì hai về này để giá 86 3 chip thôi, hình số 30 nha. Rồi hình 31, hình 31 thì hình này để giá 108 3 chip thôi. Hình này có 3 về. Rất là đẹp, thăng rất là đều nhau nha cả nhà nha. Giá 88 3 chip hình số 31. Đây có một về này, đó, một về rất là đẹp thôi nha nha. Rồi thêm đây một về nữa. Là hai về. Hai về này đã quá đẹp rồi cả nhà. Thăng rất đều, lấy con về lấy hoài để thăng tương tự nhau, em bỏ vô luôn cho nó đủ bộ nó luôn. Đó là 3 về luôn. Rồi giá chỉ 88 3 chip thôi. Hình số 31. Rồi qua hình số 32 là hình cuối cùng nha, một về kiểu tím rất là đẹp nha. Đó, thông thì thông tím đẹp luôn, tím đen cả nhà, thông bự bự bằng ngón tay cái luôn. Đã có một nụ này cả nhà này. Đó thì về này gồm được 6 thân nha. 5 thân lá nha. Thì nói chung thân rất là to, cái về rất là nặng cả nhà. Về này nó cũng tầm cỡ gần cả ký thôi. Thân rất là dài, chiều dài nó tầm từ 6 7 phân nha. Thân to thân lùn nha cả nhà nha. Đó, thân tím liệm luôn. Thì quý một về như thế này. Để giá 288 3 ship nha, hình số 32 nha. Đó, một về rất là nặng, rất là to. Về cả nhà mình vô cái chậu con chiều cao đó. 70 phân nha cả nhà nha. Đi sao ngọn dài nhất là 70 phân. Quý một về đó, thân tím liệm đó. 280k 3 ship nha. Hình số 32 nha, hình cuối cùng nha cả nhà nha. Rồi, thì viên toán nay em về được 32 mình. Cả nhà mình siêu tầm được hình nào thì alo cho em nha. Số điện thoại em có để trên tiêu đề cả nhà. Rồi em cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip của em ạ. Em chào tất cả mọi người ạ.